Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Reuters vừa qua đã dẫn hai nguồn tin tình báo châu Âu cho biết hàng chục quân nhân Nga được cho là đang được huấn luyện tại Iran để sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm gần PHAD-360. Theo đó, các đại diện của Bộ Quốc phòng Nga được cho là đã ký hợp đồng vào ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại Iran với các quan chức Iran về hệ thống tên lửa đạn đạo tầm gần PHAD-360 và một hệ thống tên lửa đạn đạo khác do Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ AIO thuộc chính phủ Iran chế tạo có tên gọi Ababin. Trích dẫn nhiều nguồn tin tình báo mật, các quan chức cho biết các quân nhân Nga đã đến Iran để học cách vận hành hệ thống phòng thủ PHAD-360. Hệ thống có khả năng phóng tên lửa với tầm bắn tối đa 120 km và đầu đạn 150 kg. Một trong những nguồn tin cho biết bước khả thi duy nhất tiếp theo sau khi huấn luyện sẽ là chuyển giao thực tế các tên lửa cho Nga. Theo một chuyên gia quân sự, Moscow sở hữu tên lửa đạn đạo riêng, nhưng việc cung cấp PHAD-360 có thể cho phép Nga sử dụng nhiều vũ khí hơn cho các mục tiêu ngoài tiền tuyến, đồng thời sử dụng đầu đạn của Iran cho các mục tiêu tầm gần hơn. Một người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington và các đồng minh NATO cùng các đối tác G7 sẵn sàng đưa ra phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc nếu Iran tiến hành các hoạt động chuyển giao như vậy. Người phát ngôn nhận định điều này sẽ thể hiện sự leo thang đáng kể trong việc Iran ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Người phát ngôn nhấn mạnh, Nhà Trắng đã nhiều lần cảnh báo về mối quan hệ đối tác an ninh ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Iran kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết, Iran đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Nga trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác quân sự. Tuyên bố cho biết thêm, tuy nhiên, xét về mặt đạo đức, Iran không chuyển giao bất kỳ loại vũ khí nào, bao gồm tên lửa, có khả năng được sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Các nguồn tin tình báo không đưa ra khung thời gian chính xác cho việc dự kiến chuyển giao tên lửa PHAD-360 cho Nga, nhưng cho biết quá trình này sẽ sớm diễn ra. Một nguồn tin tình báo thứ ba từ một cơ quan châu Âu khác tiết lộ họ cũng nhận được thông tin Nga đã cử binh lính đến Iran để huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Nguồn tin thứ ba tuyên bố việc huấn luyện như vậy là thông lệ đối với vũ khí Iran cung cấp cho Nga. Một quan chức cấp cao của Iran nói rằng Iran đã bán tên lửa và máy bay không người lái cho Nga, nhưng không cung cấp tên lửa PHAD-360. Nguồn tin này cho biết thêm không có lệnh cấm hợp pháp nào đối với việc Tehran bán những vũ khí như vậy cho Nga. Nguồn tin xác nhận Iran và Nga tham gia vào việc mua chung các bộ phận và thiết bị quân sự. Mỗi quốc gia sử dụng thiết bị này như thế nào hoàn toàn là quyết định của họ. Bên cạnh đó, nguồn tin này khẳng định Iran không bán vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến Ukraine. Khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại vùng Kursk của Nga, một cố vấn giấu tên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các quan chức Ukraine đã yêu cầu Mỹ cho phép Kiev sử dụng tên lửa ATAC-MS có tầm bắn lên tới 300 km để nhắm vào các sân bay của Nga trong chiến dịch đột kích vào vùng Kursk. Theo Washington Post, quyết định này có thể cho phép Kiev kiểm soát một phần Kursk trong một khoảng thời gian. Cố vấn Ukraine nói thêm, điều này sẽ mang lại cho họ đòn bẩy mà họ cần để đàm phán với Nga. Đây chính là mục đích của họ. Theo RT, thông tin trên dường như trùng lặp với tuyên bố trước đó của ông Mykhailo Podolyak, trợ lý cấp cao khác của Tổng thống Zelensky. Ông Podolyak cho biết bất kỳ hoạt động nào có thể xảy ra của Ukraine tại các khu vực biên giới Nga sẽ tác động đến xã hội Nga và cải thiện vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow. Mỹ, quốc gia viện trợ chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Ukraine không phải là hành động leo thang mà Kiev đang hành động để phòng vệ. Ngày 8 tháng 8, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh tuyên bố việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để đột kích vào vùng biên giới Nga phù hợp với chính sách của Washington. Tuy nhiên, bà Singh nhắc lại rằng Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa vào Nga. Cuối tháng 5 năm nay, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm đáp trả cuộc tiến công của Moscow vào vùng Kharkov của Ukraine. Các kênh truyền thông đưa tin phạm vi tấn công của Ukraine bị giới hạn ở khoảng cách 100 km, nghĩa là một số mục tiêu được ưu tiên cao như sân bay vẫn nằm ngoài tầm với của Kiev. Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đó. Trong khi đó, Washington Post lưu ý rằng cuộc xâm nhập vào vùng Kursk diễn ra khi các quan chức Ukraine đã bày tỏ sự cấp bách trong việc cải thiện vị thế quân sự của Kiev trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, trong bối cảnh lo ngại rằng ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể giành chiến thắng. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử, đồng thời chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev. Ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng quân đội nước này đang sử dụng máy bay chiến đấu đa nhiệm Sukhoi-Su-34 để chống lại cuộc xâm nhập của quân đội Ukraine vào vùng Kursk của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng đang video ghi lại hoạt động của Su-34, thả bom tấn công các vị trí có binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine ở vùng Kursk. Những quả bom được cải tiến có khả năng tấn công chính xác mục tiêu từ xa,
đồng thời giữ máy bay chiến đấu ngoài tầm phòng không của đối phương. Su-34 là máy bay hai chỗ ngồi, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất bằng bom và tên lửa có độ chính xác cao. Su-34 với biệt danh xe tăng bay là một trong những máy bay ném bom chiến đấu hàng đầu trong kho vũ khí của Nga. Tính linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi trội của Su-34, khi máy bay này có thể mang hầu hết các vũ khí hiện đại của Nga, từ bom dẫn đường tới tên lửa dẫn đường vệ tinh. Trong chiến sự ở Ukraine, Su-34 nhận nhiệm vụ ném bom dẫn đường vào các mục tiêu của đối phương. Những quả bom do Su-34 và các tiêm kích bom khác ném xuống gây ra không ít thiệt hại cho phía Ukraine. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ghi lại cảnh máy bay không người lái UAV Lancet được sử dụng để đối phó vũ khí hạng nặng của Ukraine. Các vũ khí này được lực lượng Kyiv triển khai để đột kích vào vùng Kherson. Video cho thấy cảnh phá hủy một xe tăng và xe bọc thép của quân đội Ukraine trong cuộc giao tranh. UAV Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ tấn công tự sát như cơ chế của một tên lửa không đối đất. UAV này được đặt tên là Lancet vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như trong một cuộc phẫu thuật. UAV Lancet được xem là vũ khí nổi bật của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, với hiệu suất đáng kinh ngạc khi có thể phá hủy hàng loạt mục tiêu từ khoảng cách xa, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, tiêm kích động trong căn cứ, pháo binh và hệ thống phòng không. Ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga từ đầu tuần này. Theo báo cáo, lực lượng Ukraine đã tổn thất hàng trăm binh sĩ, 102 xe bọc thép, trong đó có 12 xe tăng, 17 xe bọc thép chở bộ binh. Moscow cho biết thêm, con số này bao gồm hơn 280 binh sĩ và 27 xe bọc thép bị phá hủy trong 24 giờ qua tại những khu vực giáp danh với vùng Kursk. Cũng theo báo cáo, các cuộc không kích của Nga gần đây đã phá hủy 5 xe bọc thép chở quân Stryker cũng như một đoàn xe của Ukraine, bao gồm một xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân và một xe chiến đấu Kozak. Cơ quan này cho biết thêm, quân đội Nga được hỗ trợ bởi các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh đã ngăn chặn nỗ lực của Kyiv tấn công sâu vào lãnh thổ Nga ở vùng Kursk. Cùng ngày, trong một bài đăng trên kênh Telegram, quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov đã thừa nhận tình hình ở Kursk vẫn còn phức tạp và chính quyền tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lệnh sơ tán. Trong khi đó, Ukraine cũng tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực gần biên giới Nga lên tới 30.000 quân. Ngoài ra, vũ khí hạng nặng của Ukraine được phát hiện và triển khai theo hướng này, bao gồm 3 khẩu pháo M777, 3 pháo HIMARS, 4 xe chở quân Kozak, 1 hệ thống tên lửa phòng không Buk, khoảng 10 pháo tự hành và hàng chục xe tăng. Cho đến thời điểm hiện tại, Moscow và Kyiv hiện chưa bình luận về thông tin trên. Nga buộc phải tăng viện cho Kursk nhằm đẩy lùi cuộc đột kích mà Moscow chỉ trích là sự khiêu khích nghiêm trọng. Theo ghi nhận của trang Aviapro, số lượng máy bay không người lái Lancet của Nga đã tăng đáng kể tại khu vực Kursk. Các máy bay tiến hành các vụ tấn công theo từng nhóm nhỏ, gồm 3 đến 5 chiếc để yểm trợ cho bộ binh Nga. Rồi lãnh đạo Ukraine cho hay, một trong những mục tiêu của cuộc đột kích là gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng người dân Nga, nhằm giảm bớt sự ủng hộ dành cho chính phủ của họ và tạo ra một vị thế đàm phán mạnh hơn cho Kyiv. Ngày 8 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, càng gây áp lực lên Nga thì hòa bình sẽ càng gần hơn, một nền hòa bình công bằng thông qua vũ lực công bằng. Nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ, một nền hòa bình công bằng chỉ có thể đạt được thông qua công thức hòa bình do ông đề xuất, bao gồm việc khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine, buộc Nga phải bồi thường xung đột.